chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn thêm một món ăn nữa cũng rất là ngon luôn, đơn giản dễ thực hiện. Mình có thể là làm món này để mình thay thế cho những bữa cơm hàng ngày cũng được. Đó là món tép riêu chiên giòn. Rồi để thực hiện món tép riêu chiên giòn, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là 300g tép, nhỏ xíu luôn á các bạn, còn rất là tươi sống luôn ha. Tép này thì các bạn có thể là tìm mua ở các chợ á. Thường thì mình đi vào buổi sáng thì mới có nha. Rồi 300g tép tươi như thế này, sau khi mua về thì các bạn sẽ rửa sạch với nước muối và các bạn để cho nó ráo nước như thế này. Nếu như mà nhà mình đông người hơn thì các bạn sẽ tăng cái liều lượng tép lên nhé. Tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là 50g bột mì và đây là 16g bột gạo. Bột gạo thì sẽ giúp cho món ăn của mình nó có cái độ giòn. Cuối cùng các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là một quả chanh, một ít ngò rí, một ít tỏi băm, nửa trái ớt sừng, bỏ đi cái phần hạt. Ăn cay được thì các bạn sẽ thay thế bằng ớt hiểm nha. Nhưng mà mình không ăn cay được nên mình sử dụng ớt sừng, nó chỉ hơi the the thôi. Tiếp theo đó là đường, muối, hạt nêm, bột nghệ, nước mắm ngon, xá sùng, cái rồng, giấm và tiêu xay. Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào thực hiện món tép riêu chiên giòn này nhé. Đầu tiên mình đi pha bột. Bây giờ cho hết 50g bột mì vào một cái tô lớn, 16g bột gạo. Cho vào đây nửa muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng cà phê muối và một ít bột nghệ để tạo cái màu đẹp mắt cho món ăn. Bây giờ mình sẽ cho nước lọc vào từ từ. Như vậy là mình đã cho nước vào bột, tổng cộng liều lượng nước là 120ml nước lọc nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lượt qua rây để cho bột nó mịn hoàn toàn. Bây giờ mình sẽ để cho bột nó nghỉ trong khoảng thời gian là 15-20 phút ha. Trong thời gian chờ cho bột nó nghỉ, chúng ta sẽ đi chuẩn bị cái phần tép. Các bạn sẽ cho hết 300g tép vào một cái tô. Cho vào đây nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm, một ít tiêu xay. Cho hết tỏi băm vào. Ngò rí thì chúng ta chỉ lấy cái phần gốc thôi, phần lá chúng ta không lấy nha. Cắt nhuyễn cho vào đây luôn. Nếu như các bạn mà thích cái phần tép này á, các bạn cho thêm các nguyên liệu khác như là bắp nè, hoặc là đậu xanh, hoặc là đậu Hà Lan vân vân. Nếu như mà các bạn thích cho thêm vào thì cũng được luôn nha, các bạn cho vào lúc này luôn. Tuy nhiên thì hôm nay mình chỉ sử dụng tép thôi. Rồi ớt sừng thì bỏ hạt, mình cũng sẽ cắt nhuyễn vào luôn. Xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng. Như ớt sừng này thì trẻ em có thể ăn được, bởi vì nó không có cay, nó the the thôi. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên cho nó thấm gia vị. Mình để ở đây khoảng 5 phút ha. Chúng ta sẽ đi chuẩn bị cái phần nước chấm. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh đường không quá vung. Với 2 muỗng canh đường mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh nước mắm ngon. Cho vào đây nửa muỗng canh giấm. Nửa muỗng canh giấm ha các bạn. Và đây mình cho đây khoảng 1/4 nước cốt chanh. Khi mình vắt ra thì cũng được khoảng nửa muỗng canh nước cốt chanh đó các bạn. Nhớ bỏ đi cái phần hạt chanh nha. Rồi cuối cùng các bạn sẽ cho vào đây là 4 muỗng canh nước sôi, nước nóng á. Và 4. Bây giờ mình khuấy cho nó tan đường ra. Rồi khi nào ăn thì mình sẽ cho tỏi băm cũng như là ớt băm nhuyễn vào. Như vậy là mình đã xong cái phần nước chấm. Nước chấm chua ngọt. Bây giờ chúng ta sẽ đi trộn bột tép vào bột ha. Bây giờ thì mình sẽ cho hết tép vào một cái tô thật là lớn luôn. Bây giờ mình sẽ cho bột vào nè. Và bây giờ các bạn sẽ bắt chảo dầu lên để mình đi chiên tép. Các bạn sẽ cho dầu ăn vào một cái chảo thật là lớn ha, để mình chiên một lúc được nhiều bánh tép. Đó, mình cho dầu ăn vào cũng tương đối thôi, đừng quá nhiều cũng đừng có quá ít ha. Các
Các bạn cho đầu đũa vào mình kiểm tra. Lúc này mình thấy là dầu đã bắt đầu nóng rồi ha, đã sôi rồi. Thì các bạn sẽ chỉnh về mức lửa nhỏ vừa cho mình. Mình để cho nó gọn ha. Sau khi mặt dưới nó đã vàng giòn thì các bạn nhớ là mình sẽ chở bánh lại nha. Và mình sẽ tăng cái mức lửa lớn hơn một chút. Bây giờ mình sẽ để ở mức lửa trung bình. Đây là những chiếc bánh tép mà mình đã vừa chở mặt xong rồi các bạn. Mặt dưới nó vừa vàng như thế này nè ha. Lúc này các bạn nhận thấy là hai mặt tép nó đã rất là vàng rồi. Tuy nhiên thì nó vẫn chưa đạt được cái độ giòn, giòn lâu. Bây giờ thì các bạn nếu mà các bạn muốn nó giòn lâu hơn thì bây giờ các bạn sẽ chỉnh về cái mức lửa lớn nhất cho mình. Lớn thật là lớn ha. Thứ nhất là để cho tép có thể là đạt được cái độ giòn. Thứ hai là sẽ giòn rất là lâu. Và thứ ba là tép nó sẽ không có bị đọng dầu lại ở trong bánh. Và mình lưu ý là khi mà mình tăng lửa lên, mình tăng mức lửa lớn thì các bạn nhớ chú ý, mình phải thăm chừng để mình chở bánh, tránh cho bánh bị khét nha. Bánh này thì mình cuộn rau nè, ăn kèm với các loại rau như là xà lách nè, rau thơm, rau quế, rồi dưa leo, vân vân. Nhà mình làm ăn cũng được, hoặc là khi mà có khách đến á, mình làm món này đãi khách cũng được luôn. Bởi vì cái bánh này nếu mà mình chiên đúng cách thì nó sẽ giòn rất là lâu, có thể là 1 đến 2 tiếng đồng hồ vẫn còn giòn. Rồi, tép đã khá là giòn, bây giờ mình sẽ cho ra một cái rây hoặc là giấy thấm dầu ha. Rồi, đây là thành phẩm của chúng ta ha các bạn. Đây là món tép riêu chiên giòn. Đây, nước mắm tỏi ớt của mình nè. Rất là ngon ha. Mình sẽ ăn kèm với các loại rau như là xà lách nè, rồi giúp cá, dưa leo, rau thơm. Đó, nhìn món tép của mình là ngon chưa nè. Màu rất là đẹp ha. Vàng giòn. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử nha. Mời các bạn nha. Một lần nữa mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công với món tép riêu chiên giòn này nhé. Và nếu như các bạn cảm thấy yêu thích, các bạn hãy cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để biết thêm công thức về món bánh tép chiên giòn này thật là ngon, để dành cho gia đình và bạn bè của mình nhé. Nếu như các bạn vào bếp và các bạn thực hiện món ăn này và các bạn thành công thì các bạn hãy comment cho mình biết để mình chúc mừng các bạn, cũng như là thay cho lời cảm ơn của các bạn dành đến mình ngày hôm nay. Một lần nữa chúc các bạn thành công và ngon miệng. Mọi góp ý và thắc mắc của các bạn về món ăn này hãy comment trực tiếp vào bên dưới. Mình sẽ dành thời gian nhanh nhất để mình xem và trả lời đến với các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye. Rồi, mình sẽ ăn cái bánh tráng nè. Mình cho rau salad lên. Một ít rau, giúp cá. Mình sẽ cho bánh tép lên. Rồi, một miếng dưa leo nữa. Cuộn lại. Rồi, chấm vào nước chấm ha. Chấm chua ngọt. Quá ngon luôn các bạn ơi. Tép nó giòn, giòn rụm luôn. Ăn kèm với rau nữa. Nước chấm chua chua ngọt. Wow, tuyệt vời. Ngon lắm luôn á. Sau khi xem clip này các bạn hãy vào bếp các bạn thực hiện đi. Mình tin chắc các bạn sẽ hài lòng. Quá ngon. Không ngán, không thấy đọng dầu. Ngon quá, ngon thật sự luôn á các bạn. Chua chua ngọt ngọt của nước chấm. Tép thì giòn, giòn rụm, thơm. Vẫn giữ được cái hương vị của tép nha. Rồi các bạn, mình sẽ ăn thử, ăn không bánh tép thôi, mình không có ăn chung với rau, không có cuốn bánh tráng nha, để xem nó
ngon và nó giòn như thế nào nha. Mình chấm vào nước chấm nè. Mời các bạn nha, có ai thấy thèm không? Quá giòn. Ngon quá à. Thật sự luôn các bạn, rất là vừa ăn luôn. Không chấm nước chấm thì nó cũng đã vừa ăn rồi, nhưng mà mình chấm thêm nước chấm chua ngọt nữa thì nó tăng cái vị ngon lên luôn á. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công với món bánh tét chiên giòn này nhé. Và nếu như các bạn cảm thấy yêu thích và thấy ngon, hấp dẫn thì các bạn hãy cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để biết thêm công thức về món bánh tét chiên giòn này nhé. Và nếu như mà bạn nào vào bếp và thực hiện thành công thì các bạn hãy comment để báo tin vui đến cho mình nha. Mình sẽ chúc mừng các bạn. Rồi, nếu như các bạn có góp ý hoặc là thắc mắc gì về món bánh này, món ăn này thì các bạn hãy comment trực tiếp cho mình. Mình sẽ dành thời gian nhanh nhất để mình xem và mình trả lời đến với các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi món ăn của mình ngày hôm nay. Chúc các bạn ngon miệng. Hẹn gặp lại. Bye bye.